tên là Nguyễn Văn Nghĩa. Dạ, em tên là Phạm Nguyễn Việt Hà. Em 24 tuổi, chắc là hai vợ chồng mới cưới nhau cho nên là còn rất là son đúng không? Cưới được hơn 3 năm rồi. Ồ, chắc có lẽ là trong 3 năm các bạn vẫn còn là chưa có em bé đúng không? À, dạ có hai đứa luôn rồi. Trời. Anh này anh bay hoa lắm. Mới đâu vô đúng vô cái mùa Euro thì cô vợ bắt trước người ta chơi cá độ. Em nhảy vô em bắt xong rồi thắng được 2 độ. Thắng xong rồi không có trả. Rồi đến cái mốc nào thì các bạn mới chính thức yêu nhau? Từ từ cái lúc mà trả tiền cà phê đó. Dạ 3 ngày sau. Hả? Cái gì? 4 tháng sau thì bác sĩ bảo cưới và em cưới. Nhưng mà 1 năm sau thì vòng nó tự nhiên nó tuột vòng hả? Dạ tuột vòng. Lỗi của ông chồng rồi ông ơi. Lỗi bác sĩ như là lỗi ông chồng. Em tên là Phan Văn Hiền. Em tên là Phan Hồng Đào. Tới gặp chiếu phim gặp hai người là vợ em với một người nữa là ốm hơn. Nhưng mà khi về em lại cũng nhờ bạn xin số điện thoại giùm. Xin số vợ em, không xin số người kia. Cái thằng bạn em lại hỏi là tại sao nhỏ kia xinh hơn không xin lại xin số nhỏ này có bị lộn không đó. Em cũng là còn học lớp 11, thời gian đi tập lại đi học á, cho nên rồi chia tay với vợ. Không đồng ý chia tay với ảnh, em muốn quay lại với ảnh để em là người chủ động chia tay với ảnh. Dạ em là vận động viên boxing mà không thấy ăn thua gì, còn sợ vợ hơn, bị vợ ăn hiếp hoài. Từ trước giờ thì vợ chồng gây lộn là em là người bắt đầu, em cũng là người kết thúc, em cũng là người làm quà.